nhắc đến Sơn Tùng thì người ta lại nhớ đến chàng ca sĩ điển trai với những MV làm mưa làm gió cho thị trường nhạc Việt. Và những sự kiện sếp nhà ta vừa ra MV mới và cộng chút dư âm với Cascade thì mình cũng muốn góp chút gia vị để phòng trường hợp nếu như các bạn xem MV của sếp mà cảm thấy muốn tìm một luồng gió mới thì có thể cùng Kỳ Lân Luxury khám phá chiếc đồng hồ mà sếp nhà ta đang đeo trên tay xem có gì đặc biệt nhé. Rolex Daynet 3618038, mặt số gỗ Pearl của Nu là tên chiếc đồng hồ mà mình vừa nhắc đến. Phiên bản Rolex Daynet này ra mắt lần đầu vào những năm 80 của thế kỷ trước. Giới chơi gỗ ai cũng biết đến giá trị của gỗ Nu. Đây là loại gỗ được ví như kim cương của những loại gỗ quý hiếm vì độ khó tìm và đắt đỏ của nó. Bởi lẽ Nu không phải là một loại cây mà nó được sinh ra từ những hương tổ ở trên cây lâu năm. Tại những vị trí này, nguồn nhựa và dinh dưỡng của cây gián đoạn và dần tích tụ qua năm tháng và tạo thành Nu. Mặt số gỗ Nu trên chiếc đồng hồ Rolex Daynet 18038 chế tác từ gỗ Nu của cây Thạch Nam, một loại cây được phát triển ở vùng biển khu vực Địa Trung Hải và nổi tiếng với tính chịu nhiệt cao, mùi hương dễ chịu, và đây cũng là một trong những điểm nhấn chính tạo nên sức hấp dẫn của chiếc đồng hồ này. Khác với những chiếc đồng hồ Daydate có ô cửa số thứ được hiển thị bằng tiếng Anh, Rolex Daydate 3618308 mặt số gỗ 7 ngày trong tuần sẽ được hiển thị bằng tiếng Tây Ban Nha, nơi mà cây Thạch Nam phát triển mạnh mẽ nhất. Để mặt số trở nên sang trọng hơn thì kim và cọc số cũng như viền của hai ô cửa sổ thứ và ngày đều được Rolex bọc thêm một khung bằng vàng. Dây đeo Resident cũng được chế tác hoàn toàn từ vàng nguyên khối. Tóm lại, tất cả những chi tiết trên mặt số Rolex Daynet 3618038 đều được giữ nguyên bản giống như cái cách mà chiếc đồng hồ này đã xuất xưởng cách đây gần nửa thế kỷ. Đây cũng chính là một trong những chiếc đồng hồ hiếm hoi vẫn được bảo quản tốt sau 40 năm ra mắt. Sự nguyên bản này cũng chính là yếu tố quan trọng nhất để làm nên giá trị của một chiếc đồng hồ cổ khiến nó được nhiều người yêu thích. Và để sở hữu chiếc đồng hồ này, Sơn Tùng đã có thể chi khoảng từ 500 triệu cho đến hơn 1 tỷ đồng, tùy theo chất liệu và cũng như là các loại đá quý khác đi kèm. Điều này có nghĩa là Sơn Tùng đã mang cả một gia tài trên cánh tay của mình để